Chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh các bác nhé. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Với những cái vật tư nuôi ong này, dụng cụ làm vườn này. Trong clip hôm nay thì xin mời các bác theo dõi cái sản phẩm mà em giới thiệu với các bác. Đó là một cái dụng cụ cho các bác nuôi ong. Đó là cái bình xịt khói chống ong đốt. Một dụng cụ rất là cần thiết trong quá trình các bác nuôi ong và thăm ong nhé. Đây. Bao bì đóng gói là như vậy nhé, là cái hộp bìa cắt tông, nó ở trong là có cái bóng để chống ẩm ướt này. Thì hàng này nó là hàng bình xịt khói bằng inox các bác nhé, bằng inox cao cấp. Thì cái bình này là chất liệu bằng inox này, các bác cứ thử thì nâm châm vào nó không hít, gọi là inox không hít nâm châm, inox xịn nhé. Đấy. Thế còn cái bầu này thì nó là bằng da, bầu gió này bằng da này. Đấy, khi các bác mua thì các bác mở cái kẹp ra, mở kẹp ra, bằng ra hơi cực kỳ là mạnh đấy, cực kỳ là mạnh. Thế còn cái vị trí mà lan bảo vệ chung quanh này nhá, lan bảo vệ chung quanh này là bằng thép, cái này gọi là cái giúp cho các bác chống bỏng khi mình cầm ra ngoài này, mình cầm cái này, cái quai đây, cái quai móc, cái quai sách này, thì cái này phần mình va tay đấy không bị bỏng, cái phần này gọi là phần chống bỏng các bác nhé, phần chống bỏng. Thì phần chống bỏng này nó bằng thép nhá, nó bằng thép. Ở phía trong này, phía trong bình này rất là sâu, nó có một cái kiềng, kiềng này nhá, kiềng này thì ba cái chân này là chưa bẻ, khi các bác mua về là các bác bẻ lên là bình thả nó xuống, thì là nó sẽ chống lên trên cái khoang lỗ này, này, trên cái khoang lỗ này nhá, ở dưới này có một cái lỗ này, thì để khi mình bóp ở cái lá gió này thì hơi nó thổi vào khoang dưới này, hơi thổi vào khoang dưới này và nó thổi lửa lên nó tạo ra khói. Còn phía trên ấy thì các bác sẽ nhóm là bằng giấy bìa, mới là mồi bằng giấy bìa này, xong các bác dùng mùn cưa hoặc các bác dùng chấu đào được nhé. Cái này thì tạo khói rất là tốt và độ bền thì cao, hàng là hàng inox. Các bác lưu ý kỹ nhé, hàng này là hàng inox không phải là hàng bằng tôn, hàng bằng tôn thì giá nó rẻ, hàng inox này thì giá nó cao hơn. Đấy, bình xịt khói chống ong đốt. Cái này thì em báo giá luôn cho các bác nhé. Nó là 220.000 một bình. 220.000 một bình. Cho các bác mua này ạ, bao phí ship luôn, về đến nhà cho các bác luôn. Thế còn các bác mua chung với những đồ khác thì giá thành nó sẽ được bớt phí ship đi thì sẽ rẻ hơn. Thế còn các bác mua này một cái thì nó là 220. Hàng của em thì gửi đi toàn quốc. Khi các bác nhận hàng thì có cho xem và kiểm tra hàng đúng như hình ảnh video giới thiệu quảng cáo thì các bác trả tiền. Đó, chất liệu inox này, làm thép chống bỏng này và đủ hết các dụng cụ, đủ kiềng, lá gió không bị thủng. Cái này thì trước khi gửi em kiểm tra hết và độ thổ hơi rất là tốt. Thì đối với bình xịt khói này thì để cho các bác khi mình làm ong, mình thăm ong, mình xịt vào để cho ong nó có khói vào thì nó sẽ hiền đi, nó không có giữ nữa. Đấy, các bác nuôi ong thì cái bình xịt khói này là vô cùng cần thiết, mà đặc biệt là trong cái quá trình mà mình thăm ong hay là những cái lúc mà mình rũ ong là mình quay mặt thì cái bình này vô cùng là cần thiết các bác nhé. Đấy, các bác xem kỹ chi tiết em quay này, giá 220 một cái đã bao phí ship. Các bác cần mua hàng thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Sẽ có anh em trong tổ tư vấn bán hàng nhận đơn của các bác và ship hàng về tận nhà cho các bác, cho các bác xem và kiểm tra xong các bác thanh toán. Rồi, em xin cảm ơn. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau. Chúc các bác sức khỏe và thành công nhé.